Còn nếu với channel của mình, hôm nay mình sẽ khui những món quà. Món quà thứ nhất đây, lại còn món quà thứ hai đây của em mình. Mình sẽ khui những quà này. Còn một cái mình cũng không biết gì nữa. Sẽ khui hộp bút. Hồi sinh nhật mình đã có là xác hộp bút mà cho em mình một cái rồi. Và đây là món quà sinh nhật của mình. Bỏ cái không đi được, bỏ nó tặng giúp mình. Em mình đã có một bộ Lego. Đây. Đây em mình khui. Còn món quà nuôi anh đây. Đây là món quà nuôi anh của mình. Đâu đâu dài. Dài có ghi tên là súp. Biết là cái gì, đưa cho nha khui. Cái gì đây? Đây là cái móc khóa. Móc khóa của người hùng Mantis. Đây là móc khóa điện thoại nha các bạn. Nó để cho mình cũng không biết nữa. Thôi video đến đây kết thúc rồi. Và thấy video là 2 cho mình like, nhớ vào like, mình nhắn vào cái chương nha, bye bye. Hôm nay mình sẽ khui và nuôi anh của mình. Đây là một hộp gì các bạn. Để skull ra luôn. Đây. Mình sẽ nhìn theo cái này mình ghép. Này mình cũng biết ghép sao nữa. Cái này gỡ ra gán gì được nha các bạn, mà mình gán này vô không được. Mình gán này vô thì gán vô không được, tự nhiên mình mở này ra thì gán vô được. Mình sẽ nhà bò mình biết. Hầm đi vô lấy cái điện thoại gán thử. Gán thử. Lấy một thôi. Mình đã ghép xong cái này đây nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái điện thoại của mình đây. Cái này xoa được 180 độ luôn nha các bạn. Các bạn thấy video này hãy cho mình một like, subscribe, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông nha. Bye bye.